Giá rẻ Galaxy S10 Lite và Note 10 Lite. Năm 2020 mới chỉ bắt đầu được ít ngày nhưng Samsung hứa hẹn một năm đầy bận rộn của mình trên thị trường smartphone khi vừa chính thức trình làng bộ đôi Galaxy S10 Lite và Galaxy Note 10 Lite. Những phiên bản được xem là giá rẻ của hai mẫu smartphone cao cấp Galaxy S10 và Galaxy Note 10. Dù cũng là sản phẩm thuộc dòng Galaxy S10, phiên bản Galaxy S10 Lite lại có thiết kế không giống các phiên bản còn lại mà mang phong cách thiết kế của Galaxy Note 10. Sản phẩm sở hữu màn hình phẳng với kiểu màn hình đục lỗ nhưng camera được đặt vào chính giữa màn hình, thay vì được đặt lệch một bên như các phiên bản Galaxy S10 khác. Cảm biến vân tay cũng được tích hợp vào bên trong màn hình sản phẩm. Mặt sau của Galaxy S10 Lite là cụm camera hình chữ nhật nổi bật, với camera chính 48 megapixel, hỗ trợ công nghệ chống rung quang học Super Steady Mode, giúp chống nhòe hiệu quả khi chụp ảnh và quay phim. Ngoài ra, Sản phẩm còn được trang bị camera góc siêu rộng 12MP và camera macro 5MP để chụp ảnh cận cảnh. Mặt trước của sản phẩm là camera 32 megapixel.